Chào anh chị ạ, hôm nay là bài chia sẻ về chọn hướng nhà hợp mệnh cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Đầu tiên là Nam mệnh, thì Nam mệnh cung phi là thuộc cung Khảm thuộc Đông tứ mệnh, sẽ hợp với những hướng thuộc Đông tứ trạch, đó là hướng sinh khí là hướng Đông Nam, hướng thiên y là hướng Đông, hướng phúc hướng Nam là hướng Phúc Đức và hướng phục vị là hướng Bắc. Còn nữ mệnh sinh năm 1990 Canh Ngọ thì cung phi là cung Cấn. Cung phi cung Cấn thì hướng sinh khí sẽ là hướng Tây Nam, hướng thiên y là hướng Tây Bắc và hướng Phúc Đức là hướng Tây, và cuối cùng là hướng phục vị là hướng Đông Bắc. Thì ở đây là tôi chia sẻ là hướng hợp mệnh anh chị nhé. Và quan trọng là cái hướng đó khi anh chị làm nhà nó phải không gặp hung sát, và khi động thổ, khi nhập trạch nó phải chọn được những cái năm, những cái tháng, 5 tháng làm nhà mà nó được vượng sơn vượng hướng và có nhiều cát tinh bay tới, cũng như là phải bổ được cái mệnh chủ, thì như vậy nó mới tốt trọn vẹn được. Một vài chia sẻ gửi đến tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 về vấn đề hướng nhà. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này.